Hello teacher. Hello, hello my Can you see me? Yes. Yes. Today I have games for Thung. I have games for you, but we have to start with a lesson. Now, Thung, do you remember the last lesson we have learned? What did we learn? Có nhớ không? Quên đấy không? Nhớ phim phải không? Chúng ta học về cái gì nhỉ? Trước Cô trước bảo là được học, bây giờ được học về xuân gì đấy. về Tết á. Ôi nhưng mà Tết qua lâu Vâng. quá rồi. Tết nó qua lâu quá rồi nên là cô không có slide đấy cho Tùng học. Mà hôm trước cô trước khi Tết nghỉ Tết là cô cho Tùng học về slide về về Tết rồi ấy, Tết holiday á. Đâu? À đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Yes, chúng ta có học về Tết Holiday á. Nhưng mà Tùng nhớ cái chủ đề hôm trước chúng ta học. Hôm học slide, bài slide cuối cùng đó là về films. Ok, về phim. Nhớ gì về phim không? Ok. Thế nào về Tết thì thế về Tết thì có tư vựng gì? Tùng nhớ của cô. Comedy. Có phải là có một cái chữ đồng nghĩa mà cô dạy đó là chúng ta không gọi là Vietnamese food mà chúng ta gọi là gì nhỉ? International food không? À, đúng rồi, traditional food. Đúng rồi, chính xác. Good job. Ok, what is the day today, Today is Tuesday. Tùng? Thiếu chữ gì của cô nhỉ? Today is on Tuesday. Good job. Today it is on Tuesday. Ok, write down the date. Thôi đợi con tí. Đợi con tí là wait for me. Xong. Yes, okay, finish. Yeah, next. Chúng ta đã đóng giải đọc rồi này. Nào, okay, bài này nói với nghe nhé. Listen. Okay, find the questions in the conversation that ask about crazy coconut. Then listen, check, and repeat the questions. Okay, so what are we going to do? What are we going to do in this exercise? What are we going to do? We listen. And gì nữa? What else? Check. Okay, and And repeat. repeat. Okay, now, so Question. We have A, B, C, and D. Right. What is the Ôi, meaning? cô đơ rồi. Hôm Hello. 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 Yes, okay. Now, Tùng. Đây gọi cô. What is the meaning? What is the meaning of type of film? Type of film. What is the meaning? Phim.
Hive nghĩa là gì nhỉ? Là phim mà cô à không Hive nghĩa là hai for example, horror film, action film, comedy, science fiction films, cartoon, đúng không? Thai là phim nghĩa là từ điển cô cho đâu? Các thể loại ạ. Rồi, thể loại phim. Các thể loại phim. Đúng các không? Thể loại phim. B nào? Cái gì đây? What is this? Actors, actor, star. Stars, ok. C. Actors. The plot. The plot. Okay. The story. Do you understand the plot? No. Okay. This is your new word. Câu chuyện nha. Tôi nghĩ cho cô từ mới này. New word. Câu chuyện. Plot. Câu chuyện. Ghi nha. Câu chuyện. Rồi xin nhỉ? Have you finished? Rồi. Okay. D, what about D? Review a citizen's a point about the film. Okay. Now, can you repeat this for me? Can you repeat? What is this? Citizen. Critics. Nó nghĩa là gì nhỉ? Chúng học chưa? Học rồi. Nghĩa là gì nhỉ? Thế Hùng đoán, Tùng đoán nghĩa là opinion nhỉ? Opinion là sao? What is your opinion? What do you think about this? What is your opinion? Đồng nghĩa về cái câu là what is your opinion? What do you think? What do you think? Nghĩa là what do you think? Tùng. Ý kiến à cô? Ý kiến, chính xác, ý kiến. Thế bây giờ critics opinion. Phê phán. Dạ, phê phán. Từ đây trong từ mới rồi đấy. Chỗ này là trong từ mới của cô cho rồi. Rồi chưa nhỉ? Tức là những ý kiến mà người ta review lại, người ta nhắn lại, người ta nói lại những ý kiến về bộ phim. Thế bây giờ là Tùng sẽ phải làm gì? Tùng sẽ phải nghe về cái bạn Crazy Coconut này, sau đó thì kiểm tra và lặp lại câu hỏi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ phải để tìm ra câu hỏi ở trong conversation, nghĩa là find the questions in the conversation. Conversation nghĩa là từ này nghĩa là conversation. Đúng rồi, đúng không? Conversation.
Mạng Đâu rồi cô? Cô đây, mạng của cô bị lag hay của Trung bị lag nhỉ? Mắt của cô. Thế là cô à? I think so. Xong nhá. Nào, thế còn D nào. Bây giờ chúng ta sẽ phải nghe. Sự nói chuyện là cô có. Ờ đúng rồi, chính xác. Đoạn hội thoại, sự nói chuyện, chính xác. Sự nói chuyện. Ai? Đã cô chút cô đóng cái cửa đó. Cô đóng cái cửa. Để I come back. Nào, thì bây giờ chúng ta nói chúng ta sẽ phải tìm câu hỏi trong hội thoại. Hello. Cô tắt mic hay là sao cô? Cô bật rồi mà. Cô bật mic rồi mà. Ok. Nghe rõ không nhỉ? Mạng cô ấy. Mạng cô nó bị lag đúng không? Ok. Lucky. Ok. Bây giờ nghe rõ cô chưa? Bây giờ nghe rõ cô nói chưa? Nào thì bây giờ nhá. Bây giờ sẽ nghe một lượt xem có hiểu gì không đã. Xong rồi chúng ta mới tìm câu hỏi. Mạng của cô chỗ này sao bị lag nhỉ? Nào, nghe nhá. Are you ready? Yeah. Are you ready? Activity 1B. Find the questions in the conversation that ask about crazy coconut. Then listen, check, and repeat the questions. A. What kind of film is it? B. Who does it star? C. What is it about? D. What have the critics said about it? Okay. Activity 1B. Find the Con nghe thấy chưa? The questions in the conversation that ask about crazy coconut. Then listen, check, and repeat the questions. A. What kind of film is it? B. Who does it star? C. What is it about? D. What have the critics said about it? Ok. Tôi nghe thấy câu hỏi gì chưa? Người ta đọc ABC đi. Thì bây giờ tôi thử đoán cho cô xem là cô A người ta hỏi cái câu hỏi là về cái gì? Người ta hỏi cái gì? Tôi có nhớ không? Có nghe được chút gì không? Khó lắm. Khó lắm á. Cô sẽ bật từ đầu nhá. Cô sẽ bật từng